chính là Hồng Phương. Đấy. Tàu hút. Bài tập. Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi thì cũng có 3 ngày Tiến suy nghĩ, tự mình cách ly luôn. Không phải cách ly vì Covid nữa các bạn. Và Tiến bị sao mà hôm nay nó bị dị ứng da. Cứ mồ hôi ra hay là tắm đụng với nước nó sẽ nổi giác giác lên. Tiến xin các thầy nghỉ 3 ngày, không có nhiều tư liệu đưa các bạn. Sau đây là một những cái hoạt động mà anh em Tiến tổ chức sinh nhật cho bạn Phương vào ngày 11 tháng 4 á, mà hôm nay Tiến mới đăng. Vừa rồi cũng bệnh quá, cũng không có làm clip cho các bạn được. Thì muốn tâm sự chung với các bạn như thế này. Các bạn biết á, mình một mình tập luyện thể dục thể thao từ nhỏ. Mình thì trẻ lắm, 20 tuổi tập bóng đá rồi. Còn những các bạn khác theo bóng đá mà từ 12, 13 tuổi á, thì các bạn biết mà. Sống ở câu lạc bộ, sống với anh em nó thầy nhiều hơn là sống với ba mẹ các bạn. Một năm bọn mình về nhà thì nói thật cùng lắm nhiều nhất là cũng 30-40 ngày ở câu lạc bộ cùng với anh em của thầy. Đó cũng là ngôi nhà thứ hai của mình, quê hương thứ hai, những người anh em thứ hai không khác ruột thịt. Bọn mình sống với nhau nó đơn giản các bạn. Nhiều bạn có hỏi là hay là tâm sự của mình nghĩ cầu thủ nó to tát hay là nó cái gì nó lớn láo, không phải. Nói thiệt bọn mình sống với đam mê, bọn mình làm như chơi, chơi như làm, nói thật các bạn luôn. Bọn mình ra sân, bọn mình kêu bọn mình đi tập khổ với nhau, thực sự bọn mình rất vui vì đó, vì được sống với cái nghề, với cái đam mê của mình, sống với quả bóng đó các bạn biết đó. Cho nên anh em mình đó, nó tình cảm mà nó đơn giản, có thể như các bạn sắp xem á, một buổi tiệc sinh nhật của mình, anh em hú nhau ăn cơm xong hú nhau góp lại một chút đó, tập hợp anh em ở phòng tổ chức bữa tiệc sinh nhật, hai con gà, hai con vịt quay, có mấy lon nước ngọt, người làm vài ly bia, ngồi tâm sự, đàn hát, ca hát, nó đơn giản vui vẻ. Nó thật là đối với mình đặt hai chữ anh em mới lên cao, thiệt sự các bạn luôn. Sống ở môi trường tập thể này các bạn, được sống với đam mê, được sống với anh em là cái niềm hạnh phúc. Ngồi gia đình, ba mẹ, vợ con. Còn đây là những cái gì hạnh phúc lớn nhất của mình, được cầu chơi bóng, cầm quả bóng, được sống với anh em. Sau đây thì mời các bạn xem cái buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ mà anh em mình tổ chức cho Huỳnh Phương, biệt danh là Ronaldo của Bình Dương. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cảm ơn các bạn. Hôm nay là một sự kiện lớn trong đời của cầu thủ Hoàng Phương. Hôm nay là sinh nhật của cầu thủ được mệnh danh là Ronaldo thành phố. Là anh ấy tổ chức một bữa tiệc nhỏ là để đãi anh em trong ngày trọng đại đó. Đây chính là Hoàng Phương. Đấy. Tàu hút. Đây là áo không bò. Nope. Chừng gì mà nó quay. Thôi, đừng có quay tao má. Fukulu. Đây là Việt Cường, cầu thủ trẻ nhất V-League. Chào khán giả mấy coi. Ngày gì nữa. Lại. Cười mỉm. Đây là cầu thủ ai cũng biết. Biệt danh là bài tập. Ôi trời đấy, cầu thủ đầu nhỏ nhất V-League. Bóng bút hay chứ. Bóng bút mà bóng đá bóng màu nhỏ khách đâu rồi em chung quy. Đây nhân vật này là người ta gọi là ngựa trứng đây. Ngựa trứng. Bắt mồi. Nè. Kè. Ôi trời ơi, đây.
đấy là ngộ nô. Đây là tài nghiện các bạn. Đây là vũ gà các bạn. Đây là cầu thủ Hồ Sĩ Giáp. Chào khán giả đi coi bộ. Ngại à. Cầu thủ trẻ tiềm năng. Đức Cuộc. Đây là ai biết rồi. Cầu thủ đó qua thời kỳ đỉnh cao. Tiến Linh, Đức Cảnh, Quý. Đây là người hai mặt. Lý do hai mặt để nói cho nghe nè. Ấy thảo mà đi, ấy thảo mà nè. Yên, ui ai đấy? Cái gì? Hài không? Hài. Thôi ngồi đi. Ê. Đây là cầu thủ thảo mang các bạn. Lúc nào cho cạnh giường cũng có cái đầu cháo hết trơn á.